chủ trương bồi thường ha, và đang theo đề nghị của Sở Tài nguyên ha, rà soát nhằm đảm bảo em báo cáo luôn, vậy là được hết rồi đúng không? Được hết rồi đấy, được hết rồi. Ok, mà trường này lên chưa ký chưa đóng dấu luôn á. Cái gì này hả? Nãy lên là chưa đóng dấu viết gì á. Quan mới cứng này, mới phòng vòng phòng ủy ban thì nó đang dọn một phòng trên đó, chỉ có hai xe bả là mở phòng của tôi đó. Không bây giờ là phải báo thân mai các nhà không đấy, hàng đi không có thân nhà tận đây, bây giờ chỉ chưa qua tỉnh mới có không giờ mà mang cái nhà để không dịch. Dạ anh Trung như này. Dạ anh, cái chủ trương của tỉnh bồi thường đối với công mình có rồi đấy. Dạ mới có được thì đây em vừa mới lên ban đấy. Ngày mai em lên em ký tờ trình mà để các cái hộ còn lại được trình luôn anh. Với lại là trình thu hồi đất một số hộ sau ngày 15 tháng 5 ấy. Với lại một số hộ bữa hôm trước đấy, chỗ nước hồng á, quạt á, để thu hồi đất để chuyển sang luôn. Dạ, bên ngày mai anh có ở ban. Cái con này là anh cô bán những này luôn nè, mang lên đường ban cái nhé.
Em chung là chỗ hài sợ không? Dạ. Anh ơi, cái chủ trương bồi thường của các hộ Đức Phong mình đã có rồi đây. Sáng nay em vừa mới cho anh lấy. Dạ. Thì dạ đúng rồi. Mình giờ có chủ trương phần chương rồi. Ngày mai em lên trình em ký hồ sơ số hộ mà sau này mình đang làm đây chưa đúng định hồ đất đó. Với lại là tìm cái thời tìm để định trước giờ cái ngày tìm trước ngày 31/12 bỏ vô. Anh ăn ăn em. Cái đơn vị trong đoạn sớm em cũng hơi to. Để em kiểm bản.
đi mua bắp về thì mình phải apply cái điều cũng nói rồi. Mới chạy qua sở tin miếng rồi đây. Nghe bọn khám bệnh chắc là trên thành phố mà. Ấy xin nhược xin nhược. Xin nhược suy nghĩ. Cái này đó. Anh
Tao gắn vào. Chị ăn khó khăn nha, mình giúp đỡ nha. Dạ, con mới bắt đầu đi.